Xin chào các anh chị nha. Chúc các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Hôm nay mình xin giới thiệu với các anh chị một cái hộp quà rất là đẹp, sang trọng, đúng không? Đây, một hộp quà của công ty rượu Ba Kích Thức Hoài, rất sang trọng, đúng không ạ? Rượu Ba Kích, đấy, rất đẹp. Các anh chị có biết rượu Ba Kích có tác dụng gì không ạ? Rượu Ba Kích có tác dụng bổ thận, tráng dương, tăng cường sinh lực, đấy, cứng gân cốt. Nó còn hơn nữa là nó sinh tinh rất nhanh. Các anh chị sử dụng rượu Ba Kích trong bữa ăn hàng ngày, mỗi bữa ăn các anh các chị nên sử dụng lấy 100ml trước bữa ăn. Và nhớ rằng uống rượu phải nên ăn cơm, không được uống quá nhiều. Cái gì nó cũng vừa đủ, thuốc bổ cũng vừa đủ, rượu cũng vừa đủ, chứ đừng có lạm dụng quá mức, nó sẽ ảnh hưởng tới sức khỏe các anh chị nha. Đấy, hộp rượu này làm quà rất tốt và sang trọng. Đấy, thử xem là úp vào bao bì nó có đẹp không. Xem cái bao bì. Ồ, cái bao bì nó lại rất là đẹp các anh chị ạ. Đây là cái bao bì này, nó lại là có logo của Quảng Ninh. Đấy, đây là một đôi núi gà đôi, biểu tượng của người Quảng Ninh, công ty tại Quảng Ninh, công ty rượu Thức Hoài. Đấy, rất là đẹp, sang trọng. Mình thử đút nó vào xem là nó có sang trọng nhá. Đấy, ô, chai rượu rất đẹp các anh chị ạ. Gói quà thật nhỏ nhỏ nhưng ý nghĩa giá trị rất cao, đúng không? Một gói quà rất là có giá trị, đúng không ạ? Các anh chị nhìn thấy chưa, rất là đẹp, sang trọng nhá. Đấy, anh chị nào muốn có gói quà nhỏ nhỏ hãy để lại số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ gọi lại tư vấn cho anh chị ngay sau ít phút nha. Chúc các anh chị một ngày làm việc vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc nha. Xin chào.